bự đó, rõ ràng luôn đó. Rồi xin chào mời cô bác anh chị em các bạn ha. Đi kiếm hên săn hàng đó mọi người ơi. Vô chỗ cái chỗ mà huyền thoại câu hoài nè. Bữa nay sao chống một lỗ cá lên quá trời. Như nào mọi người? Cá này lộn lên quá trời luôn. Mình đang lỗ nữa thì nhậm đây cũng khu sông Ba Voi Hậu Giang đó nha mọi người. Đây nữa nè. Đây một lát cho mình quýnh mấy cần mà lưỡi một lưỡi mọi người mà không xài chì á. Quýnh thẳng ra đó luôn. Đây lỗ luôn. Đây mọi người, nghe em mới thả cần tay mé mé đây. Đây, để chừng chọn hai bịch mồi này xong rồi mình quăng câu luôn nha. Rồi, chừng bóp mồi vô cần á mọi người, xong rồi lấy chừng quăng ra mấy cái lỗ nha. Chỗ này mình săn hàng ha. Rồi, thả câu mọi người. Rồi. Chùi nén này có chì mà quy tháo ở trong đây hả? Trời cái ghe thất bại cái là thấy nó hơi bực bội rồi. Mất tàu dừa nó khác đó chứ không có tàu dừa rồi. Không có đánh cắp rồi. Sao không rút dây chân vô ông nội? Bởi không có chì là gì đó. Nắm trên mặt rồi, chỉnh khơi rồi. Nó cắt cho nó chìm hết, chắc nó chìm chứ không hay á. Chìm, không chìm không hay. Nằm trên lửng này. Mới ăn này mọi người ơi. Sao không đôi mạnh bên luôn ơi. Cho nó dùng dây xíu anh. Mới dễ quất cái bốc cái này hết hồn rồi nè. Kỳ giá, kỳ giá. Mấy con cá nó ăn hù nghe mọi người. Nó hù trường không à. Cái bên nè. Cái lỗ đó hả? À ừ. Cái bự đó hả?
anh thấy lỗ ngoài không? Thẳng ngay thẳng thì cần ca thấy có lỗ không? Ừ đó, chờ đó đi. Ê ăn nó kìa, ăn kìa, mới ăn cuối cùng giật phao thấy không? Thấy không giật phao kìa thấy không? Đạp cần luôn trời ơi. Thôi chơi xấu rồi, có gì nói cá ăn cái gì nào cần. Không điểm. Ngã giá dính Google kia nha. Nãy giờ nó dị không nhá. Từ cuối cùng là anh trội xuống dưới luôn rồi. Thì của anh nó nằm trên bờ. Thằng ấy là nó chạy đâu hả? Mua mì gói ăn chơi. Bít mồi bự thì nó bây giờ nữa này giật nữa kìa, giật mạnh, chứng minh mạnh rồi đó, chứng minh mạnh rồi đó, mới nhịp đọt kìa, thấy không, kìa kìa đó, đó. Từ từ nha, cá ăn cường nó lên mọi người, giật giật phao lên kìa, nhịp đó còn giật dây đó nha, dây còn giật đó, rồi nè, chứng minh rút mạnh luôn nè, rút mạnh là đóng luôn nha, kìa nó ăn trả lên trả xuống hoài đó mọi người. Chưa, lên cái nó đóng. Chưa, đừng quay, khoan. Nó rút thẳng cái nó đóng nha. Nó rút thẳng cái cần xuống luôn rồi đóng. Chưa nha. Kỳ giá. Từ thôi. Rồi. Hơi được rồi. Xả hơi được rồi. Rồi búng cái mui lên đây đi. Thôi quay vô không được. Kỳ vậy ta. Hết rồi mà hết ông. Dễ gì. Mồi hết mồi hả? Làm gì mà hết. Trời ơi. Quýnh một cục mồi chà bán là gì hết nổi. Biết không? Quýnh mồi bự đó, nó ghĩa ghĩa nó tát ngoài thôi. Mẹ thằng ra vô dây mệt chết mà gài sẵn mẹ luôn. Mới mấy túi bự á, ta gài sẵn luôn. Cái túi này bỏ đâu nhiều. Để nó mua túi bự á. Tại như em đó ha, quýnh túi bự đem mở máy luôn à. Hỏi nó tâm có nhỏ hơn đó chút nè. Có, ngắn hơn chút có. Một cái bụng nó bự vậy luôn á. Ngay cái bụng nó bự đó anh thấy không? Bụng bự đó anh bỏ cái ca gì đó. 1m45 thôi chở đi, ừ đúng rồi. Mày không xuống nó tao dặn mày luôn đó. Nửa lỗ luôn không xuống gì nữa. Sao nó không rút dây kìa nó. Vô nắm này cái cực. Anh giặt xuống rồi sợ nó vụt mồi. Cần quy ăn kìa, cần quy ăn kìa. Biết rồi thấy ơi. Nè nắm cái lần này nè. Dưới đây bự không? Anh thấy bự, đó rõ ràng luôn đó. Bự rồi. Lỡ bắt Quy ơi, lỡ bắt đi. Nặng không con nặng không? Hả? Lỡ bắt đi. Rồi, để mở này xuống để nó ăn thôi, nó mới được nữa nè. Bự không? Bự không? Rồi. Rồi, nắm giữ lắm nặng. Giữ lắm nặng lại liền đi.
Đây nó bám lục bình này, nó bám lục bình này. Nè. Lo lo nhanh bằng xuống, lên bằng xuống. Để đi chừng dám chừng cừng hỏi nó ăn luôn giờ. Ê ê. Ê ê, cầm cầm thằng 3 thằng 4 nha. Bự bự bự. Yên tâm đi anh xả mô bin này, nó quậy thì nó quậy giùm mô bin. Cá này tầm 4-5kg á mọi người, không dưới đâu. 4-5kg có đó. Ê cừng của anh đang ăn giật giật chen nữa hay gì cơ. Bường lội lại đi, bường lục bình lượng lại đi. Ừ ừ. Cá bự rồi. Rồi đó, bước nhanh, bước nhanh. Ừ ừ ừ, anh thấy cá bự rồi. Nhưng mà đừng khỏi 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 bắt dẹt cái dẹt của mình cho chỗ nó kéo vô chích 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 trong đây ha 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 bắt luôn. Rồi. Giờ có đang tập không? Đang tập cho chỗ kéo vô luôn. Chừng cái tới chưa, cái tới nói chưa? Vô cái gì vậy? Vô cái gì vậy? Vô hả? Vô rồi. Nghỉ câu luôn rồi. Còn hả? Đúng lắm con cá này cái 6 trời. Sao sao nhà hiệu anh bay nhà hiệu. Có xả biển nó dài 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 thấy sâu hả? Nuốt lưỡi không? Tao xuống không? Tao xuống không? Mày đi xuống tiếp, mày đi xuống tiếp. Nuốt lưỡi sâu hả? Ừ sâu đi được rồi. Sâu đi, tao đi anh xả mua biển này không sao đâu. Cá này ăn ngầm nó giờ biết bao lâu mà. Nó tật tật là nó ăn hồi nãy luôn đó. Đúng rồi. Không, yên tâm lên xã Mô Yên này không sao đâu. Lụm Hugo mọi người. Tại vì nãy quay lên thấy nhà hiệu kìa. Nắm vô cái hầu được không? Nắm mà chuyện từ từ cho anh Cường. Lên hàng 6. Gì vậy? Anh chạy không? Anh xã Mô Yên. Anh xã Mô Yên. Ơi, dữ lắm rồi anh ơi. Đưa cho anh Cường, đưa anh Cường cầm đàn bàn đi vô đi. Thôi trở lên được không? Anh xả, anh xả hết dây luôn rồi đó. Anh xả hết dây đó. Cứ lo vô hết đi. Ôi, ôi cá này cũng 4-5kg rồi, 5kg có mọi người. Lo dây luôn đi, lo dây luôn. Ê, máu kìa, chùi chùi giùm cái. Chùi giùm cái, con này chắc cũng có 4kg ngoài. 4kg ngoài có đó. 4kg ngoài có nghe, không dưới nha. 4kg ngoài 5kg. Ê, chắc bạn con anh bữa hỏi ha. 4kg mấy đó. Quay cái bảng, quay cái mền mình. Ừ, đúng rồi. Làm được rồi, đây là mọi người. Đây, cưng quay lại đây. Cá này chắc tầm cỡ 4,5kg có. Mình đó 4,5kg, 5kg. Ừ, 5kg. Nuốt rồi, ôi nuốt sâu rồi không sao. Ở trời coi nè. Mùa xuân kìa, mùa xuân kìa, cầm cá lại mùa xuân kìa. Cầm cái bảng lên nó cầm mình đó, quay ngược lại. Ừ. Quá trời ha mọi người. Bãi này là bãi cá khủng mà. Cái này là không có máu. Ừ. Ê, tầm 5kg hơn có luôn đó. Wow. Thôi để đi. Thôi đi mở ra đi, hồi anh cầm anh chụp hình cá. Thấy không mọi người, trường nói chỗ này là cá nó hàng khủng không, thấy không? Bởi vì mình hy vọng hoài, mình trông chờ nữa. Má không thể tin được. Nè mọi người ơi, thì thấy không, bởi vì trường hay chơi cái trò chơi cho lỗ này kia gì nè, là hàng khủng không à. Nhưng mà con cá này á là thằng bi nó dính, nhưng chắc chắn một điều phải chia đôi, tại vì lúc nãy trường là thằng quăng mồi ra đó giùm nó. Nè mọi người nè, cá này trường đón chắc không dưới 5kg, cỡ 5kg ngoài 6kg có nha. Rất là nặng, rất là bự nè mọi người. Nhìn kỹ không? Thấy không? Né bự nè, bự cái mặt luôn. Rồi, thôi giờ gán đeo nó hên hên chờ nữa nha. Thấy không? Chỗ này cá này ghê lắm chứ. Được rồi. 5kg gì? 4,8. Quá khá cả. Ê, lá cầm là vậy dài cầm đi. Vô. Quá hay. Đỉnh nè. Không sao đâu. Mày muốn đuối chân mày á. Không phải. Mày cỡ chứ. Nè, tôi chạy với bằng cái đó gì đó. Đuối chân mày á. Không, nó vô cái đâu vậy không? Đây.
Ê, dính nó rồi, dính nó rồi. Ê, con cái máy còn quay, cái máy còn quay không? Còn. Nãy giờ anh quên nữa. Dính nữa mọi người ơi. Rồi, nhỏ rồi. Lên luôn. Rồi, nửa kg. Thôi, thôi kệ. Vì cũng là cái niềm vui của trời nha mọi người. Quá vui rồi. Đang lo lại con cá của nó rộng á. Chừng nó kỹ kỹ cái trò vuột ra luôn rồi. Nó kỹ kỹ nha. Sao ở đây lôi ăn mạnh luôn hả? Ăn mạnh, ăn mất phao rồi á, phao rất đó kìa. Ôi. Thôi. Chạy đi. Không, nó mới rút. Anh chọn xuống nó đừ đừ hồi từ từ xuống vậy đó, nó mới rút. Rồi trời, tính đâu hàng nữa rồi trời. Rúng chưa này. Em tính là hàng khủng rồi, tại vì mới dính ngay chăn kế bên nó hàng khủng bỏ gàng mà. Nó mọi người ơi, trường đeo bãi này không giờ dữ lắm, nhiều lần luôn rồi đó. Mà cá ở ngoài nó quậy hoài á mà nó không chịu ăn. Đó, bữa nay thì đi quy nó lụm thành quả rồi. Cái lỗ ngoài đó nãy trường hắt giùm nó ra đó. Dính cá luôn, không biết nó về nó có chia mình được cái giống như là cái chót đuôi hay là cái chót kỳ gì không, nó không biết có chia không nữa ta. Hả? Mấy câu trong lỗ trong đó. Ờ đó đó. Dạ. Đó, bây giờ là gãi nè anh em gãi trường từ lứa cho luôn mọi người. Rồi, quá xịn rồi. Tẩm gì là thấy ngon đó. Xuống chứ, mời bự mới xuống mình. Rút vậy à, cô em nó không có rút. Nó xuống tụm tụm xíu cái xuống thì bà hứa gặp. Kỳ vậy, nó không rút ngay. Giục xuống chấp. Cộng đồng này để nó mà thấy cho nó không rút. Ờ, sao kỳ không biết nữa. Nằm ở giữa luôn, em về mày qua đây rồi, nó nằm giữa luôn. Nói chứ mà chữ thả lỗ là quăng cũng điềm tĩnh lắm chứ đừng có gấp hấp tấp, chứ mà nóng nóng rồi vẫn có được đâu. Đúng rồi. Nhằm khi mà trẻ cái lỗ nó xa ra vậy quá mà nước lỗ nó hơi nhỏ ha. Ủa, bốn là cục mờ mới xuống á. Đúng rồi, kiểu mà phải bình tĩnh chút xíu, phải canh kỹ này nọ chứ không phải là muốn giục là giục. Mới đầu cái sộn nghe không? Sộn mày đó. Thôi nhờ anh kia đi kiếm nhớt đó, mới có nhớt đó. Nhà mình cái đi nó lên nó quấn xuống nội nội gì dưới luôn có đâu cái bờ nó dưới đâu nó không dính này nhảy xuống nghe không bao. Ê, cái con nè, cái không đánh. Rồi, dính này, dính này. Bữa nào bữa không? Trời ơi. Đau gì? Không nhỏ, cũng không bự lắm mà không nhỏ lắm. Trọng trọng được đó. Ôi. Chịu thôi. Xui chịu thôi. Không kéo lên mà nó còn chì. Còn chì mà. Cái đọt này nó bự mà bởi vì nó không cảm giác nhiều. Vậy phao văng mày lộ kìa. Rồi mọi người ơi, tình hình là chiều tới rồi mà cá nãy giờ nó không ăn nữa. Thì đây thành quả của thằng em đây. Hôm nay nó mới dính Hugo rồi, mừng mừng quá. Rồi mọi người, cá này chắc cũng bự lắm, 5kg nha, khủng lắm. Còn trường thì thông báo trường dính được con cá chốt đó, nó rộng dữ lắm mọi người. Đường con cá chốt. Vẫn là cá chốt, nhìn lâu lâu rồi cũng có Hugo. Rồi thôi nghỉ luôn, này có mồi rồi mình đi về.